Đây là một cái bơm nhồi chạy rồi nhưng mà đang còn rất là xịn luôn. Và nếu anh em nào mà phục hồi bơm nhồi ấy, thì hãy nhìn kỹ vào cái bơm này. Máy sẽ quay rất kỹ cho anh em xem. Đây, anh em nhìn nha, các cái bề mặt này. Đây, nét chưa? Nét căng luôn. Bề mặt. Đây là bề mặt úp vào này, úp vào mặt bơm này này. Này, đây, chỉ có một tí vết cái vết xước này thôi, nhưng mà không có gờ luôn. Đây, nét căng nha. Rồi mình sẽ lôi cái này ra cho anh em xem này. Đây là cái lõi bơm này. Lõi bơm này anh em soi này. Đây, nhìn thấy chưa? Nó phải còn gần như là các cái vết, các vết xước nghiêng mới nhìn thấy thôi chứ còn sờ không thấy đâu. Và vẫn là còn vết gia công này. Vết những cái vết đây là vết trà gia công này. Này, vết sọc sọc này này, sọc sọc này đây vết trà gia công nhé. Đấy. Nó phải như thế này, đặc biệt là đường này. Đường này này, không có cái vết xước dọc nào. Không có vết xước xung quanh nào này. Này, anh em thấy không? Đấy. Và anh em cứ căn cứ vào cái bơm này để biết được là mình phục hồi nó như thế nào nhé. Nếu như bị đường này thì gần như là vứt đi. Bị đường này thì còn phục hồi được. Hai mặt trên mặt dưới còn phục hồi được. Chứ còn bị cái mặt này rồi ấy, nó đã xước kiểu này rồi ấy, thì vứt. Nhưng mà đây là xịn, rất xịn luôn nhá. Rồi. Đây là mặt của cái lõi này. Còn đây là cái vỏ này. Anh em này, nhìn này. Bề mặt này vẫn đang còn vết gia công, anh em thấy chưa? Những cái này gọi là vết gia công nhá. Rồi móc lên luôn. Đây, bỏ cho nó ra đi. Đây. Úi giời, lòng còn cứng đét này. Hơi lạnh. Là cái này là không được đây. Đây thôi anh em. Này. Cái mặt này cũng thế này. Nó phải. Đây này, anh em nhìn nha. Ui, cái tay thì hơi bẩn. Đây, bề mặt nó phải như thế này. Như thế này thì mới ăn thua. Anh em thấy không? Rồi mặt lưng này, mặt bụng, cái nòng này căn quá rất quan trọng này. Cái này mà nó xước theo cái vành này thì thôi luôn nhá. Xước theo vành tròn này là thôi luôn. Nhưng mà đây anh em nhìn thấy này. Khít khịt luôn. Nhìn nó còn đét. Nó còn căng đét. Đây. Đấy. Những anh em nào mà kiểm tra bơm nhồi thì căn cứ vào bơm này nhá. Ít nhất cũng phải bằng 80% của cái bơm này thì mới được. Đây. Nhìn này. Đấy. Bề mặt này xước thì có thể đánh được. Nhưng bề mặt này mà xước này vứt đi. Nhưng mà đây đang còn rất là ngon nha. Rồi hai cái tiếp theo này, thằng đáy này là quan trọng nữa này. Thằng đáy này này, anh em nhìn này, đây là rất là nét nha. Đáy này rất là đều luôn, nhìn này, nhìn nó phải đều như thế này, đều này, không có vết xước này. Đây này, sờ không thấy cái gì luôn nha. Đây đều thế này, chứ nếu như nó có xước dọc sâu, xước dọc kiểu này sâu sâu này là hỏng. Và phải nó phải như thế này. Đây là cái chuẩn, nhìn này, bên hông để nó quay này. Bên sườn nó quay để à, chưa có vết mài luôn này. Để cho nó chống lắc thưa anh em. Đấy nó phải như thế thì mới được. Thì mới gọi là bơm nhồi xịn nhá, chuẩn nhá. Và khi mà lắp bơm nhồi thì anh em nhớ này. Nó có cái dấu này. Nó có dấu đây này. Đây này. Và dấu ở đây này. Đây này. Đó. Hai cái dấu này phải quay cùng với nhau. Quay cùng ngửa lên hoặc là cùng úp xuống. Cùng ngửa hoặc cùng úp tùy anh em. Nhưng mà hai cái dấu này cùng một mặt. Đây mình sẽ lắp vào cho anh em xem cái hoạt động của cái bơm nhồi nó như thế nào nhé. Những cái mặt này là phải hết sức chú ý này. Mặt này mặt rất phẳng thôi. Mặt này nó ép vào đây nó cũng tạo làm kín nhá. Đây. Đây một cái này. Rồi. Cái này vào đây này. Anh em nhớ là đừng có để bẩn nhá. Phải có nhớt nhá. Đấy. Đây, khi mà nó hoạt động
khi bơm nhồi hoạt động nha, thì này không quan trọng là cái này nó gặp đâu, nhưng mà anh em phải hiểu là khi mà lắp bơm nhồi ấy, thì chúng ta để ý này, nó phải trúng tâm, tâm của cái bơm nhồi nó trúng với cái tâm của cái lỗ định vị, cái bạc đây, của bạc định vị. Và nhớ này, đường to là đường hút, đường lớn bao giờ cũng là đường hút, và đường có quay nhê ấy, có cái cổ nhê bao giờ cũng là đường hút nhá, và đường nhỏ là bao giờ cũng là đường ra, đường này đường ra. Rồi vậy thì nó hoạt động như thế nào? Đây thưa anh em, luôn luôn để thẳng tâm, và này khi mà nó quay ấy, nó sẽ là quay thế này, đây là đang mở ra, đây là đang mở ra để hút này, nhìn thế này anh biết đường chiều quay của nó, mở ra để hút. Nhớ là cái này thẳng tâm nhé, thẳng thẳng với tâm, mở ra để hút này, quay là mở ra này. Đấy, đây gọi là bánh răng trong, bánh răng ngoài, tâm nó vẫn thẳng nha. Đây là đường hút, là mở ra, nó cứ mở rộng ra, nó giống như cái xi lanh chúng ta kéo ra đấy, thì nó là hút này, hút này, vừa hút vừa xoay này. Rồi sau khi hút xong, nhớ ra đây nó sẽ được này, ép lại, đây nó được ép lại thôi nha, này ép lại này là nén nó đẩy sang bên đây, nén nó đẩy sang cái cổ bên này, đây mở ra là hút này. Hút xong rồi, đây bên này là nén này. Đó, đây nha, bên này nén, anh em nhìn này, nó cứ khép lại dần dần này, với điều kiện là cái này nó thẳng tâm nhá, khép lại dần dần này. Đấy, anh em thấy không, hút nén, hút này, hút đây này, mở ra hút này, xong khép lại nén này, khép lại dần dần này, nén này. Đấy, đấy là cái nguyên lý hoạt động của bơm nhồi. Nhìn bơm nhồi là chúng ta biết chiều quay của nó luôn, chứ không bao giờ nó không bao giờ nó quay theo chiều này, quay theo chiều này là sai nhá, vì chắc chắn đường to là đường hút, đường nhỏ là đường nén, và bề mặt thì cũng phải rất là khít, kín khít luôn, và lắp đúng cái cạnh của nó, đúng cái chốt của nó. Thưa anh em, chốt là phải đúng, mọi thứ là phải đúng zin. Rồi anh em có thể hai cái dấu này luôn luôn cùng một mặt, cùng một mặt là ok. Đây, chiều quay của bơm nhồi là như thế này, hút hút này, mở ra này. Thế chính vì thế nên là cái thằng này nó vẫn cần phải khít, kích thước này rất là quan trọng. Nếu như chúng ta xác nhận thay bơm nhồi thì kích thước này là quan trọng nhất, kích thước này này này, những cái kích thước khít mặt đây, đặc biệt là như thế này. Thế thì thường là chúng ta cho một cái căn lá vào đây, nếu như mà nó vượt quá 0,2, cái này mà vượt quá 0,2 theo kinh nghiệm của mạng này như thế thì vứt đi cái này này, cái khe hở này, chọc cái căn lá vào đây mà 0,2 là vứt đi. Còn thường là nó khoảng 0,05 đấy. Còn nếu như vượt 0,2 là đã vứt đi rồi anh em nhé. Đó, rồi